Con game 25 triệu hôm nay thì được làm dàn điện ha. Thì tiến trình của có con game dọn 25 triệu này á, mình sẽ up trên trang YouTube chứ không ít up trên trang TikTok nữa. Anh em mà muốn theo dõi cái con game dọn 25 triệu này lên những gì và chi tiết như thế nào để mà anh em chúng ta trao đổi á, thì lên YouTube Đề Canh Minh quận 12 mà xem chi tiết ha. Tại vì thứ nhất TikTok nó cho 60 giây thôi, mình không thể đăng và giới thiệu nhiều về cái con xe này cho anh em biết được. Còn cái thứ hai nữa là có rất là nhiều bạn trẻ không có biết chơi những cái dòng xe đời cũ như thế này, như con Dalim, con Cup, con Game như thế này. Các bạn ấy vào comment rất là tiêu cực, trái chiều, gây tranh cãi, nó mất vui, mất tinh thần anh em. Cho nên là mình sẽ không có đăng trên TikTok nhiều về con game 25 triệu này. Thì anh em mà có quý mến, yêu mến á, và có muốn theo dõi cái tiến trình của cái con game này á, thì lên YouTube nha anh em. Ok, thì hôm nay thì đã lên được cái bộ điện, Jean Super đấy, lên cho cái con Dalim City này. Con này là con Dalim City đấy em, anh em. Tại vì tôi hay gọi là con game thôi. Đây là anh em xem cái bộ áo của nó đây. À, bộ áo của nó, bộ áo cũ của nó đây, nó bể hết đây, nguyên đống đồ của nó anh em xem. Thì thay hoàn toàn một cái bộ áo jean Super. Nên một bộ áo jean của Super. Sau đó là mình sơn lại cái màu xanh này cho theo yêu cầu của bạn khách, bạn thích. Đấy. Và sơn full cái sườn, đấy, làm full cái sườn đấy. Thì nói chung cái con này là mình thay hết rồi anh em ạ. Cặp phục trước nè, anh em thấy không? Cặp đùm nè, cặp Nova nè, niềng GCB chính hãng nè, full bộ áo Super nè, full bộ chó đèn lái, rồi pha cặp phục sau nai. Gấp sau thì lên gấp quay 204 quay á, mà cái này thì cái ý tưởng này thì của bạn khách bạn thích thôi, mà đa số anh em chơi xe chắc cũng nói vấn đề mà lên cái gấp dài quay 204 và lên cái cây bô quay 204 và lên cái cặp gác chân dài phía sau thì chắc anh em chơi xe game chắc rất là gành cái vấn đề này rồi. Nó là một cái style rất là đẹp, làm dài cái đòn sau ra của con game. Mà cảm giác cái con xe nó thanh mảnh hơn, khỏe khoắn hơn đấy, mà anh em chơi xe rất là thích. Thì có nhiều bạn trẻ rất là thích cái phục sau đó là phục nai. Tuy nhiên mà những bạn mà chơi xe mà nói thật ra là chơi xe mà biết một chút xíu rồi đó, am hiểu về vấn đề đồ chơi xe rồi đó, thì nếu mà mình lên cái phục sau mà mình dầu ô liền cao cấp chính hãng hoặc là nitron chính hãng thì nó mười mấy triệu á, thì nó mười mấy triệu nó không đáng. Lên một cặp phục nai chính hãng nó 2 triệu cho đến 2 triệu 2, 2 triệu 3 thì nó quá tuyệt vời, đi rất là ok đấy. Còn nói về cái cây bô mà mình lên cho cái con game này là anh em xem, mình có hai cái cây bô để cho bạn khách lựa chọn. Mặc dù cái ý tưởng đầu tiên của bạn khách á là nói với mình á là em sẽ lên cái gấp quay 204, một cái cặp gác chân dài của quay 204 và tất nhiên là phải lên cái cây bô quay mà đít xéo anh em, đít xéo á của quay 204 rồi. Tuy nhiên á mình cho bạn khách một sự lựa chọn nữa là cái cây cây bô quay 110 đời 2003 hàng Thái. Đấy, thì nói chung là bạn chủ xe bạn ấy thích cái nào thì lên cái đấy thôi. Tất cả đều là hàng chính hãng hết nha anh em. Ok. Thì cái con game này á, như anh em xem thấy nè, bộ ngoài bộ áo ra tất cả những cái chi tiết như mắt mèo nè, đèn pha nè, bộ ổ khóa nè, bao tay nè, tay thắng nè. Và đây anh em xem cái đồng hồ. Đồng hồ jean của quay của game Super luôn nha anh em. Xe bạn này lên toàn là đồ hàng chính hãng hết. Với tài chính 25 triệu anh em cứ cộng lại. Rồi cái cây nhâm sinh dĩa anh em thấy mới lên một cái dĩa sao là anh em biết lên hàng DD Thái chính hãng 10 ly rồi.
Rồi cốt tán đây là bạn mới dặn vừa hết đó ha. Thì anh em nhìn cái con ốc thôi cũng biết giá trị của con ốc rồi đúng không nè. Cái con tán 14 ly này. Con này là 65 70 ngàn một con đấy anh em. Hai con thôi là đã trăm mấy rồi, hai con sao nữa là thấy mắc bà nó 300 rồi. Rồi chưa tính cái cốt thép bên trong là cái hàng cốt Salaya này anh em. Đấy, bên ngoài nó còn thêm một con ốc tốn thêm 30 ngàn nữa đấy, chứ không phải là ít đâu. Thì như anh em xem đó, từ cái con ốc nè và lên full bộ ốc Salaya nữa, chứ không phải là G5 này không đâu, đi full một bộ ốc mới Salaya nữa và má đùm nè, rồi hen bố thắng nè, dây công tơ mét nè, từng con ốc, từng sợi dây, từng cái đạn cổ, chén cổ, rồi ôi quá trời quá đất. Lên một con xe full thì anh em thừa biết rồi, anh em từng cái cục canh cũng là tiền không anh em. Không phải đơn giản. Đũa thắng, cần thắng và chân ga, chân chống đứng đã làm xong rồi. Anh em xem nè, đây là cái bình mới luôn ha. Nói chung cái sạc mới luôn và cái cục máy 110 ở cục máy 110 làm xong chưa Phát? Chưa xong hả? Dạ. Chút nữa mới gác. À có nghĩa làm xong rồi nhưng mà chưa gáp. Đúng rồi. À ok. Cái cục máy 110 làm full cho con City 100 này anh em. Cái cục máy đó cũng khá là nặng đấy nha. Tại vì làm cái cục máy đó là toàn là đồ xịn không. Làm full cục máy đồ xịn không, tại vì biết sao? Một cái con xe mình lên được những cái món đồ chơi tốn tiền như thế này rồi thì không lý do gì mà mình không làm cái cục máy cho nó đảm bảo anh em. Đây. Đây là bộ điện cũ của xe này ha. Điện cũ. Ủa sao mình không xài lại cái bình cũ của chiếc này ta? Nó bị hư phù anh ơi. Bị phù luôn hả? Đó. Phù không cầm rồi phải thay thôi. Ok. Thì trước tiên thì mình chỉ giới thiệu sơ nét về cái tiến trình của con ghim này ở tới đây thôi. Thì lên tiếp theo những cái phần khác cũng như là khi nó hoàn thiện chỉnh chu từng con ốc nè và chạy rô đai mái rồi đàng hoàng hết rồi, mọi thứ đều sạch sẽ hết rồi đó. Lúc này mình sẽ tiến hành làm một cái clip tổng thể để mà mình giới thiệu cho anh em chi tiết cho anh em. Từng cục máy 110 này sẽ làm cái gì, từng con ốc, từng cái má đùm, từng cái chi tiết nhỏ mình lên nó như thế nào cho anh em xem và cũng như mình trao đổi thêm với nhau ha. Tuy nhiên thì mình trao đổi trên cái lý luận là làm đẹp cho một con xe, một cái ý tưởng như vậy nó như thế nào thôi, chứ còn chúng ta không có nên là bắt buộc nhau và nói nặng nhẹ nhau, xúc phạm nhau. Bởi vì cái ý tưởng này và từng món đồ này cũng là một cái idea của cái ý tưởng của khách hàng, của người chủ nhân của chiếc xe này, chứ không phải là của tôi và của bạn, không phải của tất cả ai cả. Chính chủ nhân của chiếc xe này mới có quyền quyết định cái hình dáng của con xe này nó như thế nào thôi. Và con xe của anh em cũng vậy thôi. Anh em đem đến con xe của anh em đến bất kỳ một nơi nào dọn, không nhất thiết phải đem đến Đài Anh Minh quận 12 dọn đâu, đem đến bất kỳ nơi nào người ta dọn con xe cho anh em phải theo cái ý tưởng và sở thích của anh em, chứ không lẽ bây giờ các bạn đem cái con xe của các bạn đến cho chủ tiệm đó nói mày về đi, con xe này tao dọn 100 triệu, 50 triệu, 10 triệu, tao không dọn sao tao dọn, các bạn đồng ý không? Đâu ai đồng ý như vậy đâu đúng không nè. Tình trạng của cái con quay này cũng rất là đẹp, tuy nhiên mình đang dính lùm xùm vào con ghim này cho nên là tập trung quay con ghim thôi, chứ cái con quay này dọn cũng khá là full đấy anh em, nhưng mà dọn theo kiểu gym thôi chứ không dọn theo kiểu đồ chơi giống như con ghim bên kia rồi. Ok ha.